Hello, Sarum Cây, xin chào tất cả mọi người. Thì mọi người có thấy cây em đang cầm trên tay không ạ? Thì cái cây này thì hiện tại đang được cực kỳ giới văn phòng và những người chơi cây cảnh biết rất là rõ. Thì cái cây này nó là một loài cây bonsai, mà loại này là mini, nó có tên là cái cây tùng đen. Thì cây tùng đen là một cây kiểng quý và có giá trị kinh tế cao và được nhiều người yêu thích. Thì mọi người sẽ cùng em dưới cái clip này tìm hiểu về đặc điểm, ý nghĩa và cách chăm sóc cái cây tùng đen này. Thì cây tùng đen ấy nó còn có tên gọi khác, đó chính là hắc tùng. Thì hắc thì chính là đen nên tên gọi này thì khá là bình thường, tên là hắc tùng. Cây còn có một cái tên cực kỳ thú vị và lạ, đó chính là cái tên là cây cứt chuột. Là một loài cây cảnh được các tín đồ trồng kiểng yêu thích bởi hình dáng, ý nghĩa và công dụng. Thì trước hết này, về nguồn gốc ý nghĩa của cái cây tùng đen này, nó là một cái cây nó có rất là nhiều tên gọi hay và đặc biệt. Có thể có cái tên là cây trà xương đen, cây tràng đen, hay là cái tên em vừa nói đó chính là cây cứt chuột. Thì nó là một loài thuộc dòng thị châm thực vật rừng và có nguồn gốc từ Quảng Ninh, Việt Nam, như cồn trụi, Ba Mùn, cái Nim, Vân Đồn, Vĩnh Nam Trung Quốc và Malaysia. Thì tùng đen là một loài thân gỗ và có tuổi thọ cao, nên là bên ngoài nó có vỏ đen này, tốc độ sinh trưởng trung bình, thích nghi với ánh sáng, bóng bán phần và khuếch tán. Lá của cái cây cây này thì nó có dạng lông chim, mọc dày, sức sống cao, khoảng 1-2 năm thì nó mới thay lá. Đây mọi người để ý thấy rõ lá của nó không ạ? Lá của nó nhỏ nhưng mà nó rất là bền và cứng, có một cái màu xanh bóng, rất là đẹp, nhìn khỏe khoắn lắm. Còn thì dù nhưng mà cho dù không có ánh sáng ấy thì chúng vẫn giữ được cái màu xanh mượt này trong vòng 3 tháng đến nửa năm mà nó không hề rụng. Thì hoa tiếp theo là hoa của cái cây tùng đen này, thì hoa của nó là rất là nhỏ và màu trắng, sinh ra ở các nách lá. Quả của cây này thì non nó sẽ có một cái màu xanh bóng và khi chín thì sẽ chuyển sang đen. Thì vì đặc biệt ở điểm này nên người ta gọi là cái cây cứt chuột, bởi vì quả của nó có một cái màu đen, trước khi đen nó sẽ đen xong thì nó sẽ chuyển sang một cái màu đỏ, nhìn rất là lạ. Hiện nay thì cây tùng đen được gọi là một cái loài cây trở nên khá là khan hiếm, và bởi vì là do nó bị khai thác quá mức. Về ý nghĩa phong thủy của cây tùng đen này thì hẳn là nhiều người thắc mắc đúng không ạ? Thì cái cây tùng đen này nó có giá trị kinh tế cao. Nó trước đây thì được dùng để làm các đồ gỗ nội thất nó khá là tốt, do chất gỗ của cái cây này rất là tốt và bền bỉ nên được ứng dụng vào các lĩnh vực nội thất ấy. Sau này thì do thương lái bên Trung Quốc mà sang nước ta thu mua với giá cao nên cây này hiện nay khá là khan hiếm và ít được thấy. Còn về sau này thì thương lái Trung Quốc mang cây tùng đen này được trồng theo dạng bonsai sang nước ta và bán với giá rất là cao. Từ đó mà tùng đen từ một cái cây nội thất gia đình chuyển thành một cái cây cảnh bonsai hay được các giới phong thủy yêu thích và mua về, nhưng mà cái giá của nó thì cũng khá là cao đấy mọi người ạ. Đặc biệt là các đại gia rất là yêu thích mấy cái loại cây như thế này. Ngoài ra cây tùng đen còn có ý nghĩa phong thủy. Theo người Trung Quốc ấy, thì có cây tùng đen có khả năng xua đuổi ma quỷ, trừ tà, giúp gia chủ làm ăn suôn sẻ, gia đạo êm ấm. Đồng thời thì cái cây tùng đen nó còn có giá trị về dược lý, được dùng làm thuốc để chữa một cái số bách bệnh và cực kỳ hiệu quả. Còn là cái cây này ý, nó không chỉ có công dụng làm đẹp cảnh quan, giúp thanh lọc không khí, mà nó còn có thể giúp cho gia chủ giảm được căng thẳng này, xả stress hiệu quả hơn. Hơn nữa ý, thì cái cây tùng đen còn được dùng làm đồ nội thất này, có công năng trị một số bách bệnh liên quan đến gan, thận cũng như là ngâm rượu thuốc làm thuốc bổ. Thì công dụng của nó là thế. Thì mọi người cũng có thắc mắc là cái cây này nó hợp với tuổi nào, mệnh nào. Thì cây tùng đen nó có cái vỏ thân màu đen tượng trưng cho mệnh thủy, và cái cây
dạng kim, tượng trưng cho mệnh kim. Lá của nó là mệnh kim, lá của nó là cái thuộc dạng lá kim nhé mọi người, nên là nó sẽ hợp với những người mệnh kim. Cây thuộc loài thực vật nên là nó sẽ hợp với loại mệnh mộc. Bởi vậy tùng đen hợp với những người là thuộc mệnh thủy kim mộc. Những người trồng cây này thì cực kỳ nhiều may mắn, đem lại tiền tài, vận lộc, vận khí. Tuy nhiên ý, theo thuyết ngũ hành thì kim sinh thủy, thủy sinh mộc, cho nên ý, thì nói chung là nó sẽ hợp với tất cả các mệnh, kể cả mệnh thủy. Ý ra thì về năm tuổi thì cây này phù hợp với những người có tuổi thân như nhâm thân, quý thân, bởi người tuổi thân có cái tính bền bỉ, chịu khó nhưng hay nhảy thoát nên sẽ long đong. Còn cây tùng đen thì nó lại có cái tính nhẫn nại này, sức sống cao và có thể làm giá đỡ khỉ ngang trèo, như gián tiếp tương trợ cho những cái người ấy tuổi này được suôn sẻ, bớt khó khăn, bớt long đong trong sự nghiệp, luôn luôn hanh thông này. Cây tùng đen này nó bởi vì nó thuộc với, nó hợp với các mệnh kim mộc thủy, nhưng vượng khí lại vận nhất lại là mệnh thủy nhá và mệnh mộc. Do đó mà cái trồng hay là đã cái chậu cây bonsai hay tùng đen này thì gia chủ nên đặt ở hướng đông và hướng bắc, và hoặc là hướng đông bắc, thì đều đem đến sự tài khí nhất trong gia đình khi đặt trong nhà của mình. Vì hướng bắc là do huyền vụ trấn tượng trưng cho thủy, còn hướng đông là thanh long trấn biểu tượng cho sự sống, mệnh mộc. Đông bắc hướng giao nhau giữa phương bắc và phương đông, mang lại cả hai mệnh thủy mộc. Do đó tốt nhất là hướng này nó sẽ giúp kích hoạt cái khả năng tốt nhất của cái loài cây này và giúp xua đuổi vận đen này, đem tài phúc an khang đến cho gia đình. Bởi thế mà cái cây tùng đen này người Trung Quốc cực kỳ yêu thích, ngoài dùng làm việc nội thất ra thì chính là cái ý nghĩa phong thủy của nó. Bởi vì những người trong giới phong thủy thì cực kỳ muốn những cái điều tốt lành về mình. Thì cái cây này được rất là nhiều cái ý nghĩa đặc biệt nên là yêu thích, và nhưng mà sẽ hiếm thấy bởi vì cái loại cây này hiện đang rất là ít bán. Còn tiếp theo đó chính là cách trồng của cái cây tùng đen này. Thì để trồng được một cái cây tùng đen thì bạn phải mua một cái cây giống có cái sức sống khá là tốt, khỏe, không bị sâu bệnh, và sau đó trồng cái cây tùng đen này. Thì ngoài về cách trồng ấy thì cái này thì mình có thể cái trồng cái loại cây này cũng không không có khó. Thì bạn nên chọn những cái chậu có kích thước to, đáy rộng này để cây có thể không gian phát triển tốt này. Nếu trồng kiểu bonsai thì cần chậu vừa là được, trồng đất trồng thì phải màu mỡ và dễ thoát nước này. Còn tiếp theo đó chính là cách chăm sóc của cái loại cây này. Thì tùng đen thì dễ trồng, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, và chỉ cần lưu ý một số điểm sau đây. Thì trước hết là về ánh sáng ấy, thì tùng đen là một loài cây ưa sáng nhẹ, thích bóng bán phần nên khuếch tán, nên là chậu có nơi đủ sáng là được rồi, thoáng mát, nhưng mà tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Nếu mà để ánh nắng trực tiếp chiếu vào thì sẽ khiến cây dễ bị cháy lá và rụng lá nha mọi người. Còn vào mùa lạnh ý, đặt cây bên ngoài nhà này, tránh để cây thời gian trong nhà thời gian dài thì sẽ khiến cây không thể phát triển được. Còn về nước tưới thì cây tùng đen này thì không ưa ẩm ướt và thích khô ráo nha mọi người. Độ ẩm thích hợp khoảng là 60%. Bạn nên chỉ tưới 3 ngày một lần, 3 ngày một lần thôi để tránh tình trạng cây bị úng nước và thối rễ. Vào mùa xuân hạ thì tăng thời gian tưới nước lên là 1 ngày một lần. Còn về một số lưu ý này thì để trồng được một cái cây sống tươi tốt thì mới bắt đầu trồng thì cần một loài cây phù hợp, cần lựa chọn cả đất phù hợp nữa và chú ý thời tiết và lượng nước tưới phù hợp để cây có thể phát triển một cách tốt nhất. Thì mọi người cũng hỏi là cái cây này có thể mua được ở đâu, thì hiện nay showroom cây đời bọn em đã có sẵn ăn cái chậu cây tùng đen này dạng mini bonsai như thế này. Bởi vì cái chất lượng đi đôi với giá thành, và cái loài cây này hiện đang rất là được nhiều người yêu thích, nhưng mà nó cũng ít thấy ở
Mình bởi vì hiện nay cái loại cây này khá là ít gặp nên là giá cả của nó cũng 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 là có một nhỉnh một chút so với những cái cây khác ở showroom, bởi vì thì cái cây này nhỉnh hơn thì nó sẽ dao động từ khoảng 300 cho đến đến 500 ngàn và cũng có thể đắt hơn nữa tùy vào size cây, có thể lên đến tiền triệu. Nhưng mà về cái cây này bên em thì đang bán với giá chỉ khoảng là 420 thôi mọi người ạ. Rất là đẹp luôn. Nó là một thuộc dạng bonsai mini. Nếu mọi người thích thì hãy liên hệ qua shop em tại địa chỉ em để ở góc trái màn hình, và có thể trực tiếp qua bên shop em để có thể xem thêm về cái loài cây này và để em tư vấn thêm cho mọi người về cái loài cây này nha. Bye bye mọi người.